Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 7 tháng 4 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp bàn công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ghi nhận từ lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2016. Ra mắt website và giới thiệu phòng giao dịch nông sản Quảng Bình. Rầy nâu đang phát sinh và gây hại lúa đông xuân. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 6 tháng 4, tiểu khu 5 thị trấn Quản Hầu, huyện Quảng Ninh đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 hiện đang cư trú trên địa bàn. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tiểu khu 5 thị trấn Quản Hầu có 18 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là đồng chí Trần Hải Châu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh. 8 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 8 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Quản Hầu. Tại hội nghị, sau khi nghe tiểu sự tóm tắt của những người được giới thiệu ứng cử tri tiểu khu 5 thị trấn Quản Hầu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Cử tri cũng mong muốn thông qua cuộc bầu cử lần này sẽ chọn ra được những vị đại biểu xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết, 100% cử tri có mặt đã tín nhiệm giới thiệu đồng chí Trần Hải Châu và các đồng chí được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chiều nay ngày 7 tháng 4, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi họp bàn công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 128 trên 159 xã phường thị trấn liên quan đến ma túy, 2074 đối tượng liên quan và 812 người nghiện ma túy với xu hướng nghiện heroin, ma túy tổng hợp, dạng đá, thuốc lắc và gần đây nhất xuất hiện chất gây nghiện thảo mộc có tên gọi cỏ Mỹ, mặt quỷ. Hình thức sử dụng ma túy chủ yếu là tiêm chích. Người nghiện phần lớn là nam giới, không có việc làm ổn định, tập trung trong độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi. Thực hiện kế hoạch số 584 ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2012-2015, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai công tác cai nghiện tại 6 huyện thị xã thành phố, gồm huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới với 21 xã phường thị trấn trọng điểm về ma túy. Sau gần 4 năm triển khai cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, gần 230 đối tượng đã có quyết định cai nghiện và 200 đối tượng được cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh trở về cộng đồng. Mặc dù tỷ lệ tái nghiện còn cao, song chính quyền địa phương đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người cai nghiện như thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn chống tái nghiện và hỗ trợ học nghề, tạo việc làm. Tại các xã phường thị trấn có người nghiện đã thành lập các câu lạc bộ, điểm tư vấn điều trị nghiện, quản lý người nghiện. Mặt khác, trong công tác điều trị bằng methadone cũng đã có hơn 200 bệnh nhân đến điều trị, chủ yếu là đối tượng nghiện chất dạng thuốc phiện. Chương trình điều trị này đã làm giảm đáng kể hành vi sử dụng ma túy trong nhóm bệnh nhân tham gia điều trị và có sự cải thiện về mặt sức khỏe, chất lượng cuộc sống, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã tập trung thảo luận một số khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý cai nghiện sau cai nghiện, đặc biệt là chương trình điều trị bằng phương pháp methadone mở rộng và kinh phí cho công tác cai nghiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các ban ngành liên quan trong công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các sở ban ngành địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động, làm thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội, tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ hành nghề cho các cán bộ xã phường thị trấn làm công tác cai nghiện, hướng dẫn phòng y tế các huyện thị xã thành phố quy trình, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức điều trị, cắt cơn và phục hồi sức khỏe cho đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giao chỉ tiêu cho từng xã phường thị trấn trọng điểm về ma túy, số đối tượng tham gia cai nghiện tại gia đình cộng đồng và đảm bảo 100% đối tượng được quản lý sau cai nghiện. Sáng nay ngày 7 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2016. Ngay từ đầu năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của huyện ủy, trong đó nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong quý 1, kinh tế xã hội của huyện giữ mức tăng trưởng khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa đông xuân đạt gần 5.200 ha, các loại cây trồng khác và rau màu đạt gần 1.600 ha. Đàn gia súc gia cầm tăng so với cùng kỳ. Công tác trồng rừng tập trung đạt hơn 111 ha với 24.000 cây phân tán. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 606 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp đạt gần 178 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 16,9% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Toàn huyện đã đạt 192 tiêu chí nông thôn mới, tăng 20 tiêu chí so với đầu năm. Công tác quản lý tài nguyên môi trường được tăng cường, trong đó đã tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án khu quần thể resort giải trí thể thao FLC tại xã Hải Ninh. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai sôi nổi. Về công tác xây dựng Đảng, đã chủ động thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý đất đai, quản lý khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường còn thiếu chặt chẽ, nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục ảnh hưởng của rét đậm rét hại, dịch bệnh đối với sản xuất nông nghiệp, quản lý tình hình khai thác cát sản, đất đai, giải quyết các công trình xây dựng cơ bản thôn đồng, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và công tác chuẩn bị bầu cử, vân vân. Huyện ủy Tuyên Hóa cũng vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2016. Trong quý 1 năm 2016, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân, nền kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã có những chuyển biến tích cực. Toàn huyện gieo trồng hơn 1.500 ha lúa đạt 100% kế hoạch, hơn 1.000 ha ngô đạt 111% kế hoạch. Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp tăng 3,76% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được chủ trọng. Hiện Tuyên Hóa đang tích cực chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong quý 2 năm 2016, Tuyên Hóa sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các đề án kinh tế xã hội trọng điểm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chủ đề năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, biến lời nói thành hành động, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hôm nay ngày 7 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2016. Trong quý 1 năm 2016, huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân với tổng diện tích cây trồng hàng năm là 13.710 ha, tăng 140 ha so với cùng kỳ. Trồng 210 ha rừng tập trung, thu ngân sách hơn 30,3 tỷ đồng, đạt gần 31,7% so với kế hoạch giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Chỉ đạo nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức lễ hội chùa Hoàng Phúc và đón Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới an toàn, trang nghiêm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quý 2 năm 2016, huyện Lệ Thủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
sản xuất vụ đông xuân, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, chú trọng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 6 tháng 4, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu khu vực Huế tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ngày mùng 7 tháng 4 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 43 về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày mùng 7 tháng 4 hàng năm làm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Từ đó đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng đã có những bước chuyển biến tích cực. Đến thời điểm hiện tại, 100% các huyện, thành phố và hầu hết các xã phường, thị trấn và đơn vị trực thuộc đã thành lập ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp cơ sở. Các hoạt động hiến máu tình nguyện cũng được tổ chức thường xuyên và ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Bước vào năm 2016 thì chúng tôi chủ động giao kế hoạch cho ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp sớm. Sau đó thì tập trung chỉ đạo cái hiến máu tình nguyện trong cái dịp Tết, lễ hội Xuân Hồng. Và năm nay thì phải nói là tổ chức quyết liệt thông qua các cái biện pháp tuyên truyền vận động. Chính vì thế cho nên là cái kết quả của cái vận động hiến máu tình nguyện trong cái dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng đạt kết quả rất là tốt. Trong năm 2015, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 26 đợt hiến máu tình nguyện và tiếp nhận trên 10.000 đơn vị máu, đạt 121% kế hoạch do Trung ương giao. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình cũng đã phối hợp thực hiện thành công các sự kiện hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo quốc gia, Viện huyết học truyền máu Trung ương phát động như lễ hội Xuân Hồng, chiến dịch Những giọt máu hồng hè, chương trình Hành trình đỏ, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về hiến máu tình nguyện đến đông đảo quần chúng nhân dân thông qua các hoạt động mang tầm quốc gia. Trong năm nay thì chúng tôi cũng quan tâm đến cái công tác đánh giá tổng kết và tôn vinh khen thưởng những cái tập thể, gia đình, cá nhân có những cái thành tích xuất sắc trong cái công tác hiến máu tình nguyện để khơi dậy cái hoạt động này trong toàn xã hội của chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì hàng năm Việt Nam cần 2% dân số tham gia hiến máu để đảm bảo lượng máu cho cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay mới chỉ có 1% tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân để công tác hiến máu tình nguyện tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13. Điều 75. 1. Hội đồng dân tộc gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên. Chủ tịch Hội đồng dân tộc do Quốc hội bầu, các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng dân tộc do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. 2. Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến nghị với Quốc hội về công tác dân tộc, thực hiện quyền giám sát việc thi hành chính sách dân tộc, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 3. Chủ tịch Hội đồng dân tộc được mời tham dự phiên họp của Chính phủ bàn về việc thực hiện chính sách dân tộc. Khi ban hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của Hội đồng dân tộc. 4. Hội đồng dân tộc có những nhiệm vụ quyền hạn khác như Ủy ban của Quốc hội quy định tại khoản 2, điều 76. Điều 76. 1. Ủy ban của Quốc hội gồm chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm và các ủy viên. Chủ nhiệm ủy ban do Quốc hội bầu, các phó chủ nhiệm và các ủy viên ủy ban do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. 2. Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao, thực hiện quyền giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do luật định, kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Ủy ban. 3. Việc thành lập giải thể Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội quyết định. Điều 77. 1. Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và cá nhân hữu quan báo cáo, giải trình hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đề cần thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó. 2. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến nghị của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Điều 78. Khi cần thiết, Quốc hội thành lập ủy ban lâm thời để nghiên cứu thẩm tra một dự án hoặc điều tra về một vấn đề nhất định. Điều 79.
Một, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước. Hai, đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan, thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của Quốc hội, trả lời yêu cầu và kiến nghị của cử tri, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo và hướng dẫn giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại tố cáo. 3. Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận động nhân dân thực hiện hiến pháp và pháp luật. Điều 80. 1. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước. 2. Người bị chất vấn phải trả lời trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho trả lời bằng văn bản. 3. Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan tổ chức cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu trong thời hạn luật định. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Ra mắt website và giới thiệu phòng giao dịch nông sản Quảng Bình. Phát hiện và xử lý 4 mẫu nông thủy sản không đảm bảo chất lượng. Rầy nâu đang phát sinh và gây hại lúa đông xuân. Mời quý vị và các bạn theo dõi thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình về phát động toàn dân ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo năm 2016. Kính gửi đồng bào chiến sĩ, cán bộ công chức viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Dân tộc Việt Nam vốn giàu lòng yêu nước và truyền thống nhân ái, trong hoàn nạn khó khăn, tinh thần đó càng được nhân lên gấp bội. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các thành viên mặt trận và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế, hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ quỹ nhân đạo và các phong trào, các cuộc vận động của Hội Chữ Thập Đỏ, như Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, chương trình Ngân hàng bò chung sức vì đồng bào các huyện nghèo, vùng bị thiên tai, xã biên giới xây dựng nông thôn mới, chương trình cứu trợ khẩn cấp, cứu trợ phục hồi cho nhân dân vùng bão lụt vì biển đảo quê hương, đã giúp đỡ hàng chục ngàn đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn, hoàn nạn, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân do thiên tai hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến các loại hình thiên tai ngày càng phức tạp, với cường độ mạnh khó lường, người dân Quảng Bình thường xuyên phải đối mặt và hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra hàng năm. Hiện nay, theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Đặc biệt, toàn tỉnh còn hơn 120.000 đối tượng dễ bị tổn thương. Những người nghèo, người mắc bệnh nan y, người khuyết tật, người già yếu neo đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ sâu sắc của cộng đồng. Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức đợt vận động xây dựng quỹ nhân đạo. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ chiến sĩ, cán bộ công chức, viên chức và người lao động, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tỉnh với tinh thần chung sức vì nhân đạo, tích cực hưởng ứng ủng hộ một ngày lương hoặc một ngày thu nhập. Các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm ngoài tỉnh, tổ chức quốc tế hãy mở rộng vòng tay nhân ái ủng hộ xây dựng quỹ nhân đạo, góp phần chăm lo thiết thực, giúp người hoàn nạn thắp sáng niềm tin, giúp người nghèo, nạn nhân thiên tai, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình, số 22 đường Phong Nha, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại 0523-822-238 hoặc qua tài khoản của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, số tài khoản 5311-0000-124-122 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình. Xin trân trọng cảm ơn, thay mặt Ban Thường trực, Chủ tịch Trần Văn Tuân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 7 tháng 4, tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm và trao quà cứu trợ cho các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy. Vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 4, tại bản Tăng Kỳ và bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy,
đã xảy ra một trận lốc xoáy kèm theo mưa đá với cường độ mạnh, gây thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu cho người dân. Để giúp cho các hộ dân bị thiệt hại giảm bớt khó khăn, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và trao 19 suất quà cho các gia đình, bao gồm chăn ấm, gạo, thùng hàng gia đình. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cũng đã trao tặng 5 tấn gạo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy. Được biết, tổng số tiền trao tặng cho đợt này là gần 100 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần động viên, hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hôm qua ngày 6 tháng 4, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội, Habeco, đã tổ chức lễ công bố chương trình bật năm trùng thưởng cho sản phẩm bia Hà Nội nhãn xanh hè năm 2016. Sản phẩm bia Hà Nội nhãn xanh được Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội Habeco ra mắt tại khu vực miền Trung từ tháng 9 năm 2014. Sau hơn một năm phát triển, sản phẩm đã được người tiêu dùng tin tưởng và ưa chuộng, đặc biệt là tại các tỉnh ở khu vực miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam. Tại các địa bàn này, bia Hà Nội nhãn xanh đã giúp sản lượng bán của Habeco tăng hơn 200%. Với mục tiêu đưa bia Hà Nội nhãn xanh trở thành thương hiệu hàng đầu tại thị trường miền Trung, năm 2016, Habeco sẽ đầu tư đặc biệt để phát triển sản phẩm này. Trong đó, chương trình khuyến mãi bật nắp trùng tưởng, ngon thật đã, trùng thả ga là một trong những hoạt động tri ân khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm bia Hà Nội nhãn xanh. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 8 tháng 8 năm 2016 với rất nhiều giải thưởng, trong đó có 5.000 giải nhất, 122.000 giải nhì, 1.220.000 giải ba. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 20 tỷ đồng. Hôm qua ngày 6 tháng 4, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt trang thông tin điện tử và khai trương phòng giao dịch giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Quảng Bình. Trong nhiều năm nay, các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định luôn được người nông dân quan tâm. Tuy nhiên, sự liên kết giữa người sản xuất, người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hiệu quả. Người nông dân vẫn còn tình trạng mất mùa thì giá tốt, được mùa giá lại thấp. Doanh nghiệp khi cần nguồn nguyên liệu lại thiếu sự ổn định về số lượng và chất lượng. Điều đó đã gây nên sự thiệt hại nhiều mặt cho cả người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trang thông tin điện tử và phòng giao dịch giới thiệu nông sản Quảng Bình được thành lập thực sự là chiếc cầu nối, gắn kết lợi ích của người tiêu dùng với các nhà cung ứng sản phẩm an toàn, hiệu quả, giá thành hợp lý. Thông qua đây, các thông tin trực tuyến đa chiều, rộng rãi về các mặt hàng sẽ được nhiều người biết đến, từ đó giúp người nông dân tiêu thụ nông sản một cách có hiệu quả và bền vững, giúp nhà sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh ổn định. Trong vài tháng đầu năm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu nông thủy sản, phân tích dư lượng các chất độc hại, đã phát hiện và xử lý 4 mẫu không đảm bảo chất lượng. Chi cục đã lấy 19 mẫu, trong đó có 9 mẫu thịt, 6 mẫu rau, 1 mẫu gạo, 3 mẫu thủy sản gửi phân tích tại phòng kiểm nghiệm. Kết quả đã phát hiện 1 mẫu thịt gà nhiễm kháng sinh cấm sử dụng. Chi cục cũng đã tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ, kiểm tra nhanh bằng test kit dư lượng chất tăng trọng, hàn the, thuộc bảo vệ thực vật trên 84 mẫu nông sản, bao gồm 15 mẫu chả, 32 mẫu rau, 19 mẫu thịt, 16 mẫu nước tiểu gia súc, 1 mẫu bún, 1 mẫu gan lợn. Kết quả có 1 mẫu su hào nhiễm dư lượng thuộc bảo vệ thực vật, 2 mẫu chả có hàn the. Chi cục đã buộc tiêu hủy 7,2 kg chả có hàn the và tịch thu 1,1 kg hàn the. Thời gian tới, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, trong đó tập trung giám sát việc sử dụng hóa chất cấm, kháng sinh trong chăn nuôi, thuộc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau củ. Thưa quý vị và các bạn, qua kết quả kiểm tra của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay trên đồng ruộng ở một số địa phương, rầy nâu đã xuất hiện và có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa đông xuân. Vì vậy, bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng và áp dụng các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đây là thửa ruộng có diện tích 300 m² của hộ ông Trần Văn Thái ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Sau khi được địa phương thông báo về tình hình rầy nâu đã xuất hiện và gây hại cho lúa, ông đã khẩn trương ra đồng phun thuốc, ngăn không cho rầy phát sinh. Ngay thông báo của thôn chỉ đạo về bơm lấy những loại thuốc gì có hiệu nghiệm tốt thì là ta bơm để diệt, là tuy nó đắt nhưng là ta bơm là được an toàn. Vụ đông xuân năm nay, xã Hiền Ninh gieo cấy 274 hectare lúa với các giống chủ lực là PC6, VN10, XI21, XI23. Hiện nay tại vùng đồng Cửa Chùa, rầy bắt đầu xuất hiện và đang có chiều hướng gia tăng. Để bảo vệ lúa không bị rầy nâu gây hại, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con có ruộng tại vùng Cửa Chùa sớm phun thuốc và phun đồng loạt.
Ủy ban nhân xã là chỉ đạo cán bộ khuyến nông các thôn hợp tác xã là thông báo rộng rãi cho nhân dân, tổ chức họp dân và tiến hành bơm đồng loạt trên các cái vùng và phong trừ các chỗ khác có để tránh cái lây lan trên diện rộng. Đến nay toàn tỉnh có gần 500 hecta diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu, tăng 250 hecta so với tuần trước. Hiện nay lúa đông xuân đang ở giai đoạn làm đồng, vì vậy nếu không phòng trừ rầy kịp thời sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất lúa. Để bảo vệ an toàn mùa màng, Chi cục Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương cần thường xuyên thông báo cái tình hình rầy hại trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn cho bà con nông dân các cái biện pháp phòng trừ theo cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Trong đó thì chú ý là hướng dẫn cho bà con phải sử dụng đúng cái loại thuốc, sử dụng đúng cái lượng nước phun và phun sát gốc nơi cái rầy tập trung di trú. Chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời và phòng trừ, không để cho rầy lây lan ra diện rộng. Để phòng trừ rầy nâu có hiệu quả, bà con lưu ý nên để mực nước cao trong ruộng, phun thuốc trừ rầy vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Sau 1 tuần đến 10 ngày nên phun lại để diệt lửa rầy tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 4 năm 2016, khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4, sóng biển cao dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày 19 tháng 4 năm 2016, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ vùng đồng bằng từ 22 đến 30 độ, vùng núi từ 22 đến 37 độ.